Vâng, xin chào tất cả các bác. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 năm 2024. Em là chủ kênh Nhà Vườn Cường Hiền lên một cái video bán hàng chia sẻ con giống tới tất cả các bác. Lời đầu video cho em xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ của Nhà Vườn là 0349 581 888. Địa chỉ nhà em là ở thôn Năn Khang, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày hôm nay thì em lên chia sẻ rất nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác cô chú anh chị. Các bác xem video thì cố gắng là theo dõi đến cuối video để lựa chọn cho mình những đơn hàng ưng ý nhất. Và sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là một chậu 5 cánh trắng mắt trâu. Chậu này thì một mầm gốc các bác nhá, một mầm gốc rất là khỏe và đẹp. 5 cánh trắng mắt trâu này là một trong những dòng 5 cánh trắng cao cấp mặt bông rất là to các bác nhá, rất là to và rất là đẹp. Mặt bông thì em có để ở phía góc bên trái màn hình để các bác cô chú anh chị mình cùng tham khảo. Cái đơn hàng số 1 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng cho đơn hàng số 1. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng mắt trâu. Chậu này 2 mầm gốc thôi nhá, 2 mầm gốc. Cái đơn hàng số 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho đơn hàng số 2. Hết đơn hàng số 2 này là hết 5 cánh trắng mắt trâu. Em chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay đó là một bụi 5 cánh trắng bạch tuyết các bác nhá. Một bụi 5 cánh trắng bạch tuyết. Chậu này các bác sưu tầm về làm chậu nái thì quá là đẹp luôn. Chậu này thì có 4 mầm gốc các bác nhá, 4 mầm gốc. Đây ạ, thân mẹ già thì vẫn còn đây. Cái này về các bác khai thác. Chậu này thì sau 1 năm ấy, 1 năm bạch tuyết nó đẻ khoảng 3 lần các bác nhá. Nên là sau 1 năm cuối năm là chậu này các bác có một bụi to luôn. Về các bác có thể để như thế này hoặc các bác tách ra làm hai chậu. Cái đơn hàng số 3 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000 đồng cho đơn hàng số 3. Một bụi bạch tuyết rất là to và đẹp các bác nhá, 4 mầm gốc. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay là một chậu nái 5 cánh trắng bạch tuyết. Chậu này 3 mầm gốc các bác nhá, 3 mầm gốc. Vẫn đang đi ngọn phà phà, rất là khỏe. Rất khỏe và rất là đẹp. Để thân tơ đây các bác nhá, thân tơ đây. Cái đơn hàng số 4 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 400.000 đồng cho đơn hàng số 4. Một chậu nái bạch tuyết rất là đẹp. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay là một chậu nái 5 cánh trắng bạch tuyết. Chậu này 4 mầm gốc thôi nhá, 4 mầm gốc, mầm gốc nào ngọn vẫn đang đi phà phà luôn. Cái đơn hàng số 5 này thì em sẽ share cho các bác giá là 500.000 đồng cho đơn hàng số 5. Chậu này, chậu nái thì quá là đẹp luôn các bác nhá. Cuối năm là nó phải có khoảng, nó sẽ rơi vào khoảng tầm mười mấy mầm gốc luôn. Từ giờ đến cuối năm. Những chậu này là sau khi mà cái đợt này thắt ngọn này, nó đẻ tiếp mầm gốc ấy, các bác đều có thể làm hoa được. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay là một chậu nái 5 cánh trắng bạch tuyết. Chậu này 2 mầm gốc thôi nhá. 2 mầm gốc này. Cực kỳ là đẹp luôn. Mầm này thì nó rơi vào khoảng tầm ba mấy 40 cm rồi. Đấy. Mầm này nó rơi vào khoảng ngoài 30 cm rồi. Đấy. Hai cái mầm gốc này, hai mầm gốc rất là dài. Đấy, mẹ già đây các bác nhá, mẹ già đây về các bác khai thác. Cái đơn hàng số 6 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 450.000 đồng cho đơn hàng số 6. Và các bác xem ở trên video đó chưa được rõ nét thì các bác kết bạn với em qua Zalo, số điện thoại là 0349 581 888. Em sẽ chụp chi tiết từng đơn hàng một qua Zalo cho các bác tham khảo và sưu tầm. Và các bác mua hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc qua Zalo giúp em. Vì rất là nhiều bác bình luận ở trên kênh thì nhiều khi là em không trả lời được hết được. Nên là mong các bác, cô chú anh chị mình là hết sức là thông cảm. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết. Chậu này 2 mầm gốc và 2 kỳ. Nhưng mà 2 kỳ này thì đang bạn muốn bám xuống chậu rồi. Về các bác kéo 2 cái kỳ này xuống cho nằm vào chậu này luôn. Để làm một bụi bạch tuyết luôn. Cái này thì trồng ở sẵn trong chậu gỗ rồi. Về các bác chỉ buộc cái móc và treo lên thôi. Cái đơn hàng số 7 này em chia sẻ cho các bác với giá là 330.000 đồng cho đơn hàng số 7. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay là một chậu 5 cánh trắng bạch tuyết. Chậu này 2 mầm gốc các bác nhé, 2 mầm gốc và một mẹ già. Cái này mầm gốc 53. Đơn hàng số 8 này em chia sẻ cho các bác giá là 300.000 đồng cho đơn hàng số 8. Và hết đơn hàng số 8 này là hết 5 cánh trắng bạch tuyết. Em chuyển qua đơn hàng số 9. Đơn hàng số 9 ngày hôm nay đó là một chậu hồng mỹ nhân. Hồng mỹ nhân các bác nhé. Chậu này thì 1, 2, 3 mầm gốc. 1, 2, 3 mầm gốc. 3 mầm gốc và 2 kỳ trên thân. Kỳ này thì dễ rất là khỏe rồi. Cái này về các bác cắt ra trồng xuống cái chậu khác nhé.
hoặc là các bác có thể sang chậu, bác trồng tất vào một cái chậu to và chơi tác phẩm. Cái mỹ nhân này thì nó là cái dòng xuân, nó ra hoa sớm nhất trong tất cả các dòng phi điệp. Nó ra hoa là cái ra sớm nhất các bác nhá. Và những năm nhuận ấy thì các bác đều có thể làm để nó ra nở vào đúng dịp Tết Nguyên Đán luôn. Cái đơn hàng số 9 này thì em chia sẻ cho các bác giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 9. 200.000 một chậu hồng mỹ nhân rất là đẹp. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay, một chậu nái hồng mỹ nhân, chậu này ba mầm gốc các bác nhá. Ba mầm gốc, ngọn đang đi phà phà. Mầm gốc rất là to, mập, khỏe và đẹp. Cái đơn hàng số 10 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 500.000 đồng cho các bác cô chú anh chị tham khảo và sưu tầm. Cái mỹ nhân này thì thật ra là bây giờ số lượng thì nó rất là ít, và để được có những cái chậu lan đẹp như thế này thì các bác biết là cũng phải mất rất là nhiều công chăm sóc. Vừa rồi ấy, cái thị trường lan nó rẻ ấy, thì gần như là các bác đều bỏ nhá, nên là để sưu tầm được những cái chậu như này thì giá thành nó không hề rẻ. Không phải là em chia sẻ đắt cho các bác đâu các bác nhé, đấy là em phải tâm sự thật. Không phải là chia sẻ đắt đâu ạ, mà em sưu tầm về nó cũng đắt rồi, vì những chậu lan này em thấy như đánh giá khách quan như mắt em nhìn là em thấy nó rất là đẹp. Đấy nên là em sưu tầm giá nó cao, chia sẻ bác nào mà muốn sưu tầm những cái chậu nái này thì các bác sưu tầm những cái chậu to đẹp này. Những chậu này thì về cuối năm nay thì các bác đều ngắm hoa thôi, những chậu này là 100% hoa luôn. Đấy, đơn hàng số 10. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay là một chậu nái hồng mỹ nhân. Chậu này thì hai mầm gốc các bác nhá, nhưng mà mầm gốc đây, các bác nhìn mầm gốc này. Đấy, cái mầm gốc này, cái mầm gốc này phải đến 60 cm rồi. Cực kỳ là khỏe và đẹp. Đấy ạ. Hai mầm gốc của nó luôn và hai kỳ trên thân. Đấy, kỳ. Đây kỳ này các bác nhá, cái kỳ này nó rơi vào tầm 40 cm rồi. Đấy, kỳ đấy, kỳ vào 40 cm rồi. Rễ rất là khỏe. Về các bác cắt hai kỳ này các bác xuống một cái chậu khác. Cái chậu này các bác nuôi hai cái mầm gốc vào thôi. Cái đơn hàng số 11 này thì em chia sẻ cho các bác giá là 500.000 đồng cho đơn hàng số 11. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay là một chậu nái hồng mỹ nhân. Chậu này thì có 4 mầm gốc và 2 kỳ trên thân. 4 mầm gốc nha các bác nhá, 2 kỳ trên thân. Cái đơn hàng số 12 này em chia sẻ cho các bác giá là 500.000 đồng cho đơn hàng số 12. Hết đơn hàng số 12 này là hết hồng mỹ nhân. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay đó là một chậu nái hồng Á Hậu các bác nhá, hồng Á Hậu. Một trong những dòng hồng mà phải gọi là bông rất to, thân thủ, hoa rất là đẹp luôn. Cái chậu này thì hai mầm gốc và hai thân hoa các bác nhá, hai mầm gốc và hai thân hoa. Về các bác ngắm hoa năm nay luôn, làm tác phẩm sang năm. Cái đơn hàng số 13 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 13. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay là một chậu nái ấy, hồng Á Hậu. Chậu này hai mầm gốc và một thân hoa. Hoa này thì chắc tầm khoảng vài ngày nữa là sẽ bung các bác nhá. Cái đơn hàng số 14 này em chia sẻ cho các bác với giá là 320.000 đồng cho đơn hàng số 14. Chậu này thì mẹ già này có cả kỳ các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay là một chậu nái hồng Á Hậu hai mầm gốc và một thân hoa các bác nhá, một thân hoa. Cái hoa này nặng quá, non gục của thân này, đây hoa này. Này về các bác ngắm hoa năm nay cho yên tâm. Cái đơn hàng số 15 này em chia sẻ cho các bác giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 15. 350.000. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn hàng số 16 ngày hôm nay là một chậu nái hồng Á Hậu. Đơn số 16 này em chia sẻ cho các bác giá là 320.000 đồng. Chậu này hai mầm gốc và đang nụ các bác nhá, đang nụ về các bác ngắm hoa. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay là một chậu hồng Á Hậu hai mầm gốc và một thân hoa. Hoa này sắp bung rồi các bác nhá. Đây, thân này được hai nụ nữa, hai thân hoa. Cái đơn hàng số 17 này em chia sẻ cho các bác giá là 350.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay, chậu này cũng hai mầm gốc các bác nhá, hai mầm gốc này, một kỳ trên thân này. Đấy, và một thân hoa. Cái này thì được ba mắt hoa các bác nhá. Cái đơn hàng số 18 này em chia sẻ cho các bác với giá là 280.000 đồng cho đơn hàng số 18. Chỗ em thì nó đang mưa nên có thể là nó sẽ hơi bị ồn, nên các bác cô chú anh chị mình thì cố gắng là theo dõi giúp em. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 ngày hôm nay đó là một chậu hồng Minh Châu các bác nhá, hồng Minh Châu. Chậu này thì một mầm gốc, một thân hoa. Đấy, chậu này đang hoa này rồi. Đấy, các bác biết là em quay bây giờ đang là 7 giờ sáng thôi nhá, 7 giờ sáng mà. Đây ạ. Đấy, bông của nó rất là bay luôn. Cực kỳ là bay. Đấy.
hoa tại chậu rồi, các bác yên tâm siêu tầm. Cái đơn hàng số 19 này em chia sẻ cho các bác với giá là 260.000 đồng cho đơn hàng số 19. Em chuyển qua đơn hàng số 20. Đơn hàng số 20 ngày hôm nay là một chậu hồng minh châu. Chậu này hai mầm gốc và một thân hoa, một chùm hoa các bác nhé. Cái đơn hàng số 20 này em chia sẻ cho các bác với giá là 260.000 đồng. Cái này thì em còn hai chậu duy nhất chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình. Nếu bác nào mà chưa có giống các bác siêu tầm, hoặc là các bác muốn siêu tầm về ngắm hoa năm nay thì các bác siêu tầm những cái chậu này. Em chuyển qua đơn hàng số 21. Đơn hàng số 21 ngày hôm nay đó là một chậu nái hồng xoè xanh, một chậu nái hồng xoè xanh, chậu này hai mầm gốc và hai thân hoa. Đây ạ, hai thân hoa này các bác nhá, đang nụ rất là nhiều nụ luôn. Cái mầm gốc này nó rơi vào khoảng tầm 55-60 cm một mầm rồi các bác nhá, hai mầm này trên 1 mét rồi. Chậu này các bác về ngắm hoa năm nay là tác phẩm sang năm quá là đẹp luôn. Cái đơn hàng số 21 này em chia sẻ cho các bác giá là 550.000 đồng cho đơn hàng số 21. Em chuyển qua đơn hàng số 22. Đơn hàng số 22 ngày hôm nay là một chậu nái hồng xoè xanh. Chậu này hai mầm gốc và hai thân hoa. Rất là nhiều nụ luôn các bác nhá. Và cái chậu này các bác sẽ ngắm làm 2-3 đợt hoa vì trên này. Đấy, trên này nó lại tiếp tục ra rất là nhiều nụ này. Cái đơn hàng số 22 này em chia sẻ cho các bác với giá là 550.000 đồng cho đơn hàng số 22. Đấy, hai cái chậu nái này rất là đẹp luôn này các bác này. Đấy, rất là dài, mầm gốc thì rất là khỏe. Mầm gốc này cuối năm này phải tầm 1m2, 1m5 luôn các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 23. Đơn hàng số 23 ngày hôm nay là một chậu hồng xoè xanh hai mầm gốc. Cái đơn hàng số 23 này em chia sẻ cho các bác giá là 130.000 đồng. Cho nên các bác siêu tầm về làm giống, cái chậu này thì không có nụ. Em chuyển qua đơn hàng số 24. Đơn hàng số 24 ngày hôm nay, một chậu nái hồng xòe xanh, chậu này hai mầm gốc và hai thân hoa. Mầm gốc này thì lá này nó hơi lỗi tí các bác nhá, nhưng mà không ảnh hưởng gì, ngọn vẫn đi phà phà. Cái đơn hàng số 24 này em chia sẻ cho các bác giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 24. Em chuyển qua đơn hàng số 25. Đơn hàng số 25 ngày hôm nay, một chậu năm cánh trắng anh ca. Cái chậu này thì hai mầm gốc các bác nhá, hai mầm gốc và một thân hoa. Cái đơn hàng số 25 này em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng. Cái chùm hoa này nở tương đối lâu rồi, nó sắp tàn rồi. Còn cái bông này ấy, cây khỏe nhá, ra bông bay rất là đẹp luôn. Đây ạ, đấy cây nó khỏe nhá, nó ra những cái bông rất là to đẹp như này các bác nhá. Đấy, bông rất là bay luôn. Đấy, năm cánh trắng anh ca. Hoa thì cực kỳ là thơm các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 26. Đơn hàng số 26 ngày hôm nay là một chậu năm cánh trắng anh ca. Chậu này thì ba mầm gốc các bác nhá, ba mầm gốc và hai thân tơ. Chậu này đây, chậu này có hai bông hoa. Đấy, hai bông hoa rồi. Ba mầm gốc rất đều nhau và rất là đẹp. Cái đơn hàng số 26 này em chia sẻ cho các bác với giá là 230.000 đồng cho đơn hàng số 26. Em chuyển qua đơn hàng số 27. Đơn hàng số 27 ngày hôm nay, chậu nái năm cánh trắng anh ca. Chậu này bốn mầm gốc các bác nhá, bốn mầm gốc. Đấy, bốn mầm gốc rất là đều nhau. Cái đơn hàng số 27 này em chia sẻ cho các bác với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 27. Em chuyển qua đơn hàng số 28. Đơn hàng số 28 ngày hôm nay, chậu này ba mầm gốc, hai thân tơ. Đấy, một thân thì ra được một cái kỳ đấy các bác nhá. Đấy, ba mầm gốc rồi, rất là khỏe. Các bác về làm chậu nái. Cái đơn hàng số 28 này em chia sẻ cho các bác cái giá là 230.000 đồng cho đơn hàng số 28. Em chuyển qua đơn hàng số 29. Đơn hàng số 29 ngày hôm nay, chậu này hai mầm gốc các bác nhá, hai mầm gốc một kỳ. Đấy, hoa thì nở lâu rồi, hoa tàn rồi các bác nhá. Hoa tàn rồi. Cái đơn hàng số 29 này em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 29. Em chuyển qua đơn hàng số 30. Đơn hàng số 30 ngày hôm nay đó là một chậu mít Văn Sơn. Cái mít Văn Sơn này hay gọi là mít cụ bà các bác nhá. Cái đơn hàng số 30 này em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng cho đơn hàng số 30. Em chuyển qua đơn hàng số 31. Đơn hàng số 31 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng một mầm gốc. Và cái phân này thì nó là cái phân bón hữu cơ các bác nhá. Cái phân bón hữu cơ, cái phân này thì bên nhà em có sản xuất này. Cái này thì nó nguyên liệu chính của nó là gồm có phân bò, phân chuồn quế, các chất vi sinh. Sau quá trình ủ rồi sau đó mới ép viên nhau nhá, ép viên sau đó mang đi sấy này. Cái này thì nếu mà các bác mà có lượng lan nó không nhiều lắm ấy, các bác chỉ cần một bao 5 cân thôi, về là các bác bón cũng được thời gian rất là lâu. Cái này thì em chia sẻ với giá là 120.000 đồng trên 5 cân, bao cước phí vận chuyển toàn quốc các bác nhá. Cái này các bác lấy thì các bác cứ có thể là nhắn qua Zalo hoặc là gọi điện cho em này. Cái này thì nó bây giờ đang là mùa mầm gốc này, các bác bón để kích thích cái sự tăng trưởng của mầm gốc.
Và cái phân này ấy, ngoài bón cho lan, các bác có thể bón được cho hoa giấy, cho cây ăn quả, rồi rau, rồi cây kiểng. Nói chung là rất là nhiều các nhá. Cái này nó không ảnh, nó không độc hại tới con người vì là thành phần của nó là những cái chất hữu cơ, nó rất là thân thiện với môi trường. Đấy là đơn hàng số 31, 100.000 đồng Mỹ Phần Sơn. Em chuyển qua đơn hàng số 32. Đơn hàng số 32 ngày hôm nay đó là hai chậu hồng yến thủy. Hai chậu hồng yến thủy các bác nhá. Hai chậu này thì 1 2 3 4 đấy, 4 mầm gốc. Cái chậu này, cái này thì là em chia sẻ cho các bác sưu tầm về là các bác ghép chậu nái này. Hai cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác cái giá là 180.000 đồng cho đơn hàng số 32. 180.000 là các bác có hai chậu yến thủy rất là đẹp rồi. Em chuyển qua đơn hàng số 33. Đơn hàng số 33 ngày hôm nay là hai chậu hồng yến thủy. Đấy, chậu này 3 mầm gốc, chậu này 1 tổng 4 mầm gốc các bác nhá. Chậu này đây, đang hoa. Đang hoa này. Hai cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng cho đơn hàng số 33. Các bác về ghép một chậu nái quá đẹp luôn, 4 mầm gốc. Em chuyển qua đơn hàng số 34. Đơn hàng số 34 ngày hôm nay cũng là hai chậu hồng yến thủy. Đấy, hai chậu này, cái này có một mắt hoa này. Đấy, cái này có một mắt hoa này, đấy, kỳ trên thân này. 4 mầm gốc nhá các bác nhá, 4 mầm gốc rất là đẹp. Cái đơn hàng số 34 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 đồng cho đơn hàng số 34. Em chuyển qua đơn hàng số 35. Đơn hàng số 35 ngày hôm nay. Cái đơn hàng số 35 này các bác lấy là em sẽ nhấc ra nhé, nhấc ra về các bác trồng lại. Cái này thì nó sẽ gồm có hai chậu hồng yến thủy đây ạ. Đây là một chậu hồng yến thủy các bác nhá. Chậu này đang nụ này. Đang nụ này, kỳ trên thân này. Đấy, một mầm gốc rất là đẹp rồi. Cái chậu thứ hai này, cái chậu thứ hai này thì được một mầm gốc này. Đấy, cái này thì vẫn còn thân già nhé các bác nhá. Đấy, nó đang có cả hoa này. Nụ này nhưng mà nó đang muốn đây được một nụ thôi. Đấy, cái này thì về chắc là những mắt này ra kỳ thôi. Và một chậu này là hồng mỹ nhân. Hồng mỹ nhân này 1 2 3 kỳ nhé. Ba cái chậu này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 120.000 đồng cho đơn hàng số 35. Em chuyển qua đơn hàng số 36. Đơn hàng số 36 ngày hôm nay đó là một chậu năm cánh trắng người đẹp không tên. Cái này là kỳ cắt khúc ươm tự nhiên, rễ rất là khỏe rồi các bác nhá, rễ rất là khỏe rồi. Rễ cái rễ này ấy, nằm ở dưới cái phần rêu này các bác nhá. Đây rễ này. Đấy, kỳ cắt khúc ươm. Cái những cái hàng các bác mua tất cả các mặt hàng của bên nhà em từ khi mà lan đắt này đến thời điểm bây giờ lan rẻ thì bên nhà em đều bảo hành tuyệt đối. Trước đây ấy, trước đây khi mà Phú Thọ nó còn rất là đắt, các bác mua mất ngủ ấy, bên nhà em bán mất ngủ cho các bác ấy, bên nhà em đều có trách nhiệm bảo hành tới lúc ra hoa. Khi lan đắt em vẫn ở đây bán lan cho các bác, và bây giờ lan rẻ em cũng vẫn ở đây để bán lan cho các bác, nên là các bác yên tâm về cái chất lượng con giống. Cái đơn hàng số 36 này thì cái này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng, kỳ lên lá rất là đẹp rồi. Đấy, đơn hàng số 36. Em chuyển qua đơn hàng số 37. Đơn hàng số 37 ngày hôm nay đó là một chậu năm cánh trắng Phú Thọ, một mầm gốc và một thân hoa. Đấy, đang nụ rồi, nụ này chắc vài hôm nữa là sẽ bung thôi. Đấy, mầm gốc đây các bác nhá, mầm gốc 40 cm rồi. Cái đơn hàng số 37 này em chia sẻ cho các bác giá là 130.000 đồng cho đơn hàng số 37. Em chuyển qua đơn hàng số 38. Đơn hàng số 38 ngày hôm nay là một chậu nái năm cánh trắng Phú Thọ. Chậu này hai mầm gốc, hai kỳ trên thân và có 3-4 bông hoa rồi, bông nụ rồi. Cái đơn hàng số 38 này em chia sẻ cho các bác giá là 150.000 đồng. Em chuyển qua đơn hàng số 39. Đơn hàng số 39 ngày hôm nay là một chậu nái năm cánh trắng Phú Thọ. Chậu này thì em tính hai mầm gốc rồi coi nhá, hai mầm gốc mầm này thì nó bị gãy ngọn này, vài bữa nữa nó lại đẻ mầm lỡ. Đấy, chậu này thì có 2-3 cái nụ. Cái đơn hàng số 39 này em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 39. Em chuyển qua đơn hàng số 40. Đơn hàng số 40 ngày hôm nay là một chậu nái năm cánh trắng Phú Thọ. Chậu này 4 mầm gốc các bác nhá, 4 mầm gốc. 4 mầm gốc rất là đẹp. Chậu này thì các bác về là sang năm các bác làm một chậu nái tác phẩm Phú Thọ luôn. Cái đơn hàng số 40 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 40. Em chuyển qua đơn hàng số 41. Đơn hàng số 41 ngày hôm nay, chậu này cũng 4 mầm gốc các bác nhá, 4 mầm gốc. Chậu nái rất là đẹp, 4 mầm gốc trụm ở giữa luôn. Để nhìn về cơ cấu của chậu lan ấy, các bác nhìn những cái chậu này nó rất là đẹp, nó rất là bắt mắt luôn. Nên các bác sưu tầm về làm chậu nái sang năm ngắm hoa. Phú Thọ thì phải nói là rất là dễ hoa các bác nhá, cực kỳ dễ hoa luôn. Cái đơn hàng số 41 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 200.000 đồng cho đơn hàng số 41. Đấy, Phú Thọ đây các bác nhá, Phú Thọ đây. Đấy, hoa đấy, nụ đấy, rất là nhiều luôn. Cái dòng này rất là dễ thôi. Các bác về chỉ việc tưới nước sang năm là ra hoa.
Để mà các bác muốn nó ra hoa được nhiều và sai hoa đến tầm khoảng gần Tết ấy, các bác cắt bớt nước dần và các bác cho ăn nắng nhiều hơn giúp em. Tỷ lệ ăn nắng nó tăng lên, lượng nước nó giảm đi thì là gần như tỷ lệ ra hoa là 100% luôn. Còn nếu các bác để ăn bóng nhiều ấy thì nó sẽ ra ki. Đấy là đơn hàng số 41. Em chuyển qua đơn hàng số 42. Đơn hàng số 42 ngày hôm nay đó là một chậu bệt mù núi chúa các bác nhá. Chậu này một mầm gốc và 4 ki trên thân. Bệt mù núi chúa rất là thơm. Đấy, kỳ rất là khỏe rồi, về các bác xuống chậu rồi. Cái đơn hàng số 42 này thì em chia sẻ cho các bác cái giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 42. Và đơn hàng số 42 thì cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở các video tiếp theo.